đó mày ơi ai lắm. Rồi ta sẽ cô cao luôn. Về lên đi, về lên đi, về lên đi. Quên nãy giờ để em bố. Em đâu cười ghê bộ em chạy đi rồi em không pha mày gì bỏ đánh nó luôn. Ủa thích thì đánh chơi được không, mất gì đâu. Harass nó thì sao? Lùi một chút, lùi một chút. Trời ơi, nó lăn vô im. Lùi một chút đi. Lùi chung bơm máu rồi. Sao nghe đánh luôn. Nghe cũng luôn, lùi một chút. Thấy hết máu thì lùi. Đánh lưu xong lùi một chút là sao? Không hiểu, hồi đầu chứ không hiểu. Rồi. Mẹ mày con creep biết chơi vậy. Go go bắn vô.
Our warriors have engaged the enemy. Rồi. Chết luôn đi. Chết luôn đi. Cụ ơi, giết nó. Con trồ là đấy nhá. Về cho máu này. Xong đập nó luôn. Con đấy nó có tiêu lần trước. Kệ nó chứ. Ôi trời ơi. Ôi ơi, đầy cùi ơi. Rồi, cứ tăng đi tăng. Our allies' town needs help. 6 chứ. Nên nếu 6 thì 6. Như ta được. Our allies' town needs help. Có 6 rồi, đập luôn, đập luôn. Thấy người ta đi theo thì tự hiểu chứ. Không có bật lút, không phải tự hồi máu mà. Có bật lút không, nó nhìn thấy mình. Khang luôn đi, khang luôn đi, khang luôn đi. Ok, 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 ok. Về, nó về, có máu rồi. Về nè. Rồi. Trời ơi! Cứu quay! Cứu quay! Đi! Chết được! Bút rồi mà! Đánh luôn! Đánh luôn! Ôi! Chạy tôi! Không! Chết! Chết được! Trời! Không chết được! Tôi bật lỗi quá nha! Ủa sao bấm được nút E vậy? Tay cùi, tiếng cùi. Cùi miếu, đổ thừa. Đó, cứu với, kẹt rồi. Thôi, hết rồi, thế là hết con mẹ đó rồi, cứu với. Chịu.
Thôi mẹ đâm vô chỗ mất hết. Sách kìa. Đông vậy. Storm hết mana rồi, kệ mẹ nó đi. Mẹ, mình đang đuổi theo kêu fan đi, cay không? Yếu hiểu luôn á, bớt lít lại. Thiệt bớt lít lại cho đời nó đẹp. Đây, có mẫu. Sao con này nó yếu quá vậy, vô clip đập mấy cái chích tươi rồi. Tại vì có bà lút. Có bà lút, nó xoay, không thể được. Vô farm xíu hết máu à. Our allies đâu, em con này. Đó. Trời, cái gì vậy đi, bốn thằng đó. Con nó không được đấm mà phải cái đại đúng không? Cô ơi địt con mà quên mày nằm sợ thế à? Người rửa máy ôi ơi trời thôi đủ. Sao này cái sao của mày đi. Tí là đào đánh góc nó cũng đấm ma hết á. Đâu đâu? Ổn không? Không, không ổn lắm. Nên đi kèm trước được. Nên nó thà nó tốn nhiều mana. Không biết xài gì nữa. Không biết xài gì nữa. Không biết kèm nữa. Không biết kèm chéo. Cái lo thang bột tận 150 mana một lần xài. Con này có thiếu đâu, có thiếu mana đâu. Mà lúc lên mana thai nó sẽ xài cái thiếu. Có xài mấy không mà. Nó kinh chéo đến được, nó tài mấy. Tụi nó bị gì, nó tích nhau xuống bot ăn cướp nhờ. Nó thấy em đủ. Nên kiếm chéo không nên đi kèm được. Cần cứu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tụi nó bị nứng hay bị gì á, bu nhau xuống boss đánh cướp. Trời ơi, ba bắt luôn kìa. Rồi bị nứng thiệt chứ. Nứng chật mà. Nứng chưa kiểu rồi. Thế rồi. Chết mẹ mình muốn cho nó mới đúng đó nhở. Cái gì? Trời ơi. Mình muốn cho nó mới đúng chứ. Trời à. Trời nào. Tự dưng muốn là chính mình. Thằng ong. Nên kiểu cháu đi kia đấy, không cần em nếu không cần em thì không cần em lo lắng. Kiểu cháu đi kia rồi. Không đủ cho mà la. Tôi cắm mắt phải phá quả cái kiểu là được. Tôi lo lắng nhiều làm chi đâu hỡi con ơi, muốn thế thì như lý ta để đêm cô cho tôi để em vô cùng xa con bố. Đâu chết ta? Mày dốt, tại mày dốt. Lộn. Chưa chết đó. Kệ, mình thằng tút lợn sang kìa. Đi ham vui thôi. Con bú bình sao em? Ủa? Ủa nào? Mày đấy. Đó, đúng không? Đâu chưa? Đặt nó. Đánh muốn. Không sợ. Làm luôn. Làm hết. Chịu chó nhảy. Không nhảy là không hụt. Hay là bên Facebook like lại của bên YouTube. Tao like cùng lúc hai cái. Ghê mày. Sao lại hai cái nhỉ? Nhưng mà có điều cam chỉ bật được một bên, tại chỉ có một cái cam thôi. Bật cam bên nào? Nếu tao mua được thêm cái cam đó thì tao bật được cam hai bên. Mấy tao khỏe mà, từ đầu tao đã like được hai luồng rồi. Vấn đề không phải là mấy khỏe hay kia mà ngày xưa nó không có hỗ trợ đâu. Bên đâu mà từ đầu tao đã like được hai luồng rồi mà. Cứ mở hai cái OBS lên thôi, gì đâu. Hồi trước tao vẫn có mấy lần tao vẫn like hai bên mà. Tại là hai bên đó, hồi trước á kênh tao comment nhiều phải không, thì tao sẽ mở một cái tao đọc comment rồi nó cũng rối nữa. Rồi bên có cam bên không cam cũng dở ai xem. Mấy đứa ăn sách nó nhiều thì không có tầm lý kiếm phi mà gì nữa. Vậy thôi đừng ăn sách nữa, nhường đi. Thì bởi vì đừng có ăn sách. Ủa mà bên Nhật có ăn Tết không mày? Có ăn Tết từ lâu rồi. Vẫn mua sách à. Mẹ liêm sĩ ở đâu? Đợt Giáng sinh á. Nó ăn Tết dương lịch mà. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 dương lịch á. Ừ hả?
phương tới 3 ngày vậy luôn đó hả? Ừ, nó chỉ ăn mùng 1, mùng 2, mùng 3 thôi. Bên đó nó có xài lịch, lịch âm không? Không. Một số nơi vẫn xài chứ. Không có xài. Nói như đúng rồi, nói như biết vậy. Ừ, tỏ ra hiểu biết được rồi. Thằng bạn ghi nhật này cũng bảo là số nơi vẫn số nơi vẫn xài ấy người thân rồi nói thật là hỏi bên này tụi nó biết lịch âm là gì không, nhiều đứa còn chả biết nữa, chỉ có mấy người mà ngày từ xưa 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 người già đấy, người ta mới biết lịch âm thôi. Người ta chỉ biết, chỉ có người già người ta biết tới thôi. Yếu hiểm. Đập rồi. Ờ, nếu xỉ đó. Đó, mấy cái này vậy. Được chết rồi. Mẹ, mắm gì? Chị ai? Ê, nhảy từ đây lên có lên được không? Sao tóm được chứ? À, lên được, không kẹt. Trời, ông Dượng nè, ông farm quá, farm không có chỗ rừng chùi luôn. Mới thấy hình Duy nó bên hốt kia mà nó chạy qua đây rồi. Rồi linh hoạt thật sự. Tao hết đi đâu kìa tao. Đúng. Tao chỉ cần mày linh hoạt thôi chứ tao có cấm mày đâu. Ok. Mày xé xong mày cầm một chuột. Lâu tay chưa? Lâu, nhau, sạch được. Sau chơi xong đi rồi vào ăn. Ôi trời, lại bấm nhà. Mẹ rồi, đi đi. Đi, thì sắp thắng rồi mày ăn đi. Đợi thắng rồi cho game lượng năm. Mệt chứ vậy. Một gà thắng cầm chuột luôn à. Ở dơ á. Không mà tao cũng hay vậy, chứ vừa ăn vừa chơi. Ừ, mày dơ như nó. Ok, mẹ bàn máy tính của tao đủ khăn loại khăn giấy ướt, khăn giấy khô, cồn cái kiểu mày. Không, không. Ê, cái này. Kinh vẽ luôn á. Chứ cái tao có vừa ăn vừa chét ra đâu. Nhưng mà tao biết là LB đéo có cái vụ đó đâu, mày hiểu không? Khó kinh thích nữa. LB là vừa ăn vừa chùi ra quần, xong rồi chùi ra bàn phím ra chuột. Bàn tao luôn là cũng có khăn ướt này, nhưng mà như quan điếu gì? Là thịt gà mày hiểu không? Thịt không, gà thì không, thịt gà thì không. Má thịt gà thì không. Thịt gà thì tao không thể nào vừa ăn vừa chơi được á. Tao chỉ ăn khoai tây chiên đồ, cái kiểu nhỏ nhỏ vặt vặt bánh được. Ôi rồi sợ quá, nó nhìn tôi. Mẹ mày nó mày chụt 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 mẹ. Mày có, mày có biết cách cầm cốc đi phá mắt không? Không có gì đặc biệt. Ý là chỗ nào có mắt mình sẽ biết á. Sao mà biết? Cái nó mất chiều cuối. Vậy à. Mày thấy mỗi lần chiều cuối mày xịt hôi nách ra từ lưu không? Ờ. Là lúc đó tìm địch nó không có sai gần mày đấy. Mà nó mà nhìn thấy mày là trên bản đồ thì bị mất. Đấy. Mày đi tới chỗ
cậu gần mắt á thì là học đang thắng rồi. Cái này mới biết. Để nó nè, đừng chơi đó. Nên team nào mà có thằng tóc là team đó kiểm soát sai tốt. Nằm chân. Đi đâu? Đây là mẹ mày lâu đi đến bao giờ rồi xong nữa mẹ tay mày cũng. Hay là mày đang đi vòng vòng có con nào thành hình đi gần mày mà mày bị mất chiêu cuối giống như con Ga bị mất chiêu A vậy đó. Mày không biết là có con thành hình đâu rồi. Unstoppable. Rồi. Normally, normally. Cái mẹ em kìa.